Xin chào các anh chị và các bạn. Tiếp theo video chia sẻ hướng dẫn tải hóa đơn bản gốc PDF của nhà cung cấp từ trang hóa đơn điện tử. Hôm nay sẽ hướng dẫn tiếp các bạn một trong các nhà cung cấp mà nhiều các bạn kế toán không tra được, không tải được bản gốc PDF, đó là nhà cung cấp VNPT. Các về mặt thao tác tải hóa đơn từ trang hóa đơn điện tử về như nào thì tôi sẽ không thao tác nữa. Này, ví dụ như một hóa đơn, các bạn sẽ kết xuất file XML để tải về. Ở đây tôi có một file đã tải về của hóa đơn nhà cung cấp. Đây rồi. Và các bạn cũng sẽ thực hiện mở qua file Excel. Ở đây chúng ta cũng sẽ tìm cái trường mã số thuế của nhà cung cấp giải pháp. Tôi copy và đưa vào cái link tra cứu các nhà cung cấp hóa đơn điện tử. Tôi dán vào. Đây các bạn sẽ nhìn thấy ở đây tôi có cái hóa đơn của, đây là của tập đoàn Bưu chính Viễn thông VNPT. Cái link tra cứu thì đợt trước tôi đã hướng dẫn các bạn rồi. Thông thường với các nhà cung cấp bình thường thì chúng ta sẽ có cái link tra cứu là mã số thuế của doanh nghiệp gạch ngang thông tư 78 viết tắt tt78.vnpt-invoice.com.vn. Nhưng tuy nhiên thì nhiều bạn nói là ở trên cái file mà chúng ta mở này thì các bạn sẽ không tìm thấy cái mã tra cứu đâu. Thì ở đây trong trường hợp này thì các bạn cũng sẽ thấy là chúng ta sẽ tra cứu bằng cách như nào. Thì đối với hóa đơn VNPT, đây ví dụ như tôi có cái hóa đơn vừa rồi, các bạn sẽ tìm cái nhà mã số thuế của người bán nhé. Đây ví dụ đây là 37 37024867763 đấy, đúng không? Chúng ta sẽ copy và đưa vào cái đường dẫn. Cái đường dẫn tra cứu thì tôi đã nói rồi, đây đường dẫn tra cứu là mã số thuế này gạch ngang thông tư 78 VNPT đây. Đây tôi sẽ dán vào 370216. Các bạn copy cái địa chỉ tra cứu này vào trên cái trình duyệt website này. Chúng ta khi nếu các bạn hiện ra cái cổng thông tin tra cứu mà có mã tra cứu hóa đơn là ok rồi. Thì trong trường hợp này thì lưu ý trên file Excel chúng ta không tìm thấy mã tra cứu, các bạn sẽ tra bằng cái gì? Chúng ta sẽ nhớ chúng ta sẽ tra luôn bằng mã số thuế, bằng mã của cơ quan thuế luôn nhé. Rồi, vậy trên cái file Excel này các bạn sẽ tìm cho tôi cột mã của cơ quan thuế. Rồi, chúng ta sẽ tìm cái cột tên là MCCQT đây. Đó. Mã của nhà cung cấp của cơ quan thuế đấy. Và chúng ta sẽ dán vào cái mã tra cứu. Tức là không cần mã tra cứu mà dùng luôn mã cơ quan thuế nhé. Các bạn gõ mã số bảo mật và chúng ta bấm vào nút tìm kiếm. Đấy, các bạn sẽ nhìn thấy đây có danh sách hóa đơn đây rồi, chúng ta đã được tìm được hóa đơn gốc rồi. Và các bạn sẽ xem ở phần cái con mắt này, phần thao tác để chúng ta sẽ xem cái hóa đơn gốc. Đấy, và chúng ta đã có hóa đơn gốc của nhà cung cấp. Thì các bạn sẽ nhìn thấy là vậy chúng ta hóa đơn VNPT chúng ta có thể tra cứu với cái đường dẫn này là mã số thuế này thông tư 78 VNPT này, dùng mã tra cứu, nhưng nếu trên file Excel không có thì chúng ta sẽ sử dụng luôn là mã cơ quan thuế để tra cứu bản gốc của hóa đơn. Trên đây là hướng dẫn để các bạn có thể tra cứu dễ dàng các hóa đơn của nhà cung cấp VNPT. Tuy nhiên thì cái địa chỉ đường dẫn mà tôi đưa cho các bạn đó là mã số thuế thông tư 78 là áp dụng với các doanh nghiệp, hầu hết các doanh nghiệp. Tuy nhiên có một số doanh nghiệp thì họ có thể sử dụng cái địa chỉ nó khác đi một chút. Họ thay cái chữ mã số thuế bằng tên của doanh nghiệp với tên viết tắt ở đấy, thì các bạn nhớ là trường hợp này chúng ta có thể sử dụng thêm chức năng Google để các bạn tìm xem cái địa chỉ tra cứu nhé. Đây ví dụ như đây là một cái địa chỉ tra cứu này của một cái hóa đơn của trạm đăng kiểm, thì người ta không dùng mã số thuế, người ta sẽ ghi là đăng kiểm 5006V đúng không? Thì các bạn phải có cái địa chỉ này và các bạn sử dụng để chúng ta tra cứu được cùng. Đó. Thì các bạn nhớ lưu ý là nếu trường hợp chúng ta gõ cái mã số thuế gạch ngang thông tư 78 không được thì tức là địa chỉ của cái nhà cung cấp nó hơi khác đi một chút rồi, chứ không dùng cái mã số thuế nữa. Chúc các bạn tra cứu thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.